Chào các bạn, hiện tại bây giờ chúng ta đang có mặt tại nhà anh Việt ở Ứng Hòa, Hà Nội. Anh có gọi điện cho tôi với nội dung là nhà anh đang dùng nước giếng khoan. Anh lấy cái nước thử pH tại kho Nhật Bùi Huy về thử. Thì cái nước giếng khoan của nhà anh, cái chỉ số pH nó chỉ đạt đâu đấy khoảng tầm 4 thôi. Nghĩa là nước có chứa axit rất là tương đối là đậm đặc. Và anh có bảo là nếu như mà xử lý được cái nước axit đấy cho anh thì lắp máy lọc nước tạo kiềm cho anh. Đấy, có nghĩa là muốn bán được cho anh một cái máy lọc nước tạo kiềm thì phải xử lý được cái nguồn nước cho nhà anh trước. Và đấy là lý do mà chúng ta đang có mặt ở đây. Chia sẻ với các bạn thì nhà anh cũng là một tín đồ hàng Nhật, dùng rất nhiều đồ nội địa Nhật. Này, chúng ta thấy từ cái máy rửa bát này, máy giặt này, ấm thủy này, nồi cơm này, bếp từ này, điều hòa này, tủ lạnh này, tất cả đều là hàng nội địa Nhật hết. Đánh rằng là đây không phải là những cái món quá đắt tiền. Đó. Nhưng mà tất cả đồ gia dụng trong gia đình nhà anh hiện tại giờ anh đang dùng hàng Nhật. Bây giờ tôi sẽ thử cái nguồn nước đầu vào của nhà anh để cho các bạn xem. Và sau đó thì tôi sẽ cho các bạn giải pháp để xử lý cái vấn đề về nước axit. Khi mà nước nhà các bạn mà chứa axit thì không cách nào khác, chúng ta phải nâng độ pH lên bằng các cốc lọc. Để chúng ta sẽ thử nha các bạn nhé. Đây là cái máy lọc nước RO nhà anh đang dùng này. Đấy các bạn nhìn đấy. Nguồn nước uống hàng ngày, nước ăn hàng ngày đang chứa axit rất đậm đặc. Axit này chúng ta soi bảng màu thì nó đâu đấy nó khoảng tầm 3.5 đến 4. Còn đây là nguồn nước trực tiếp, nguồn nước giếng khoan nhà anh này. Cũng rất đậm đặc luôn. Đó, và không còn cách nào khác chúng ta sẽ dùng cốc lọc để chúng ta nâng độ pH lên. Và muốn cái máy lọc nước tạo kiềm của chúng ta nó điện phân được thì nước của chúng ta không được chứa axit. Còn nếu nước chứa axit thì sẽ không điện phân được các bạn nhé. Hiện tại thì kho Nhật Bùi Huy đang có chương trình là tặng cái dung dịch thử pH này. Nếu như các bạn mà chưa thử thì hãy liên hệ với kho Nhật Bùi Huy để nhận miễn phí nhé. Đây các bạn nhìn nhá. Nguồn nước trực tiếp này, axit đậm đặc, axit này như tôi chia sẻ là khoảng tầm 3.5 nhá. Sau khi mà lắp cái lõi lọc nâng pH, lõi lọc alkali nâng pH. Đấy, thì chúng ta sẽ thử để các bạn thấy nó sẽ có thể nâng mức kiềm lên từ 3.0. Giải pH ấy, từ axit 3.0 có thể nâng lên mức kiềm khoảng tầm 8.5. Đó. Nếu như mà nhà chúng ta đang chứa axit thì chúng ta có thể xử lý bằng biện pháp này. Cứ xử lý trước đã. Còn nếu như là chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể dùng máy lọc nước tạo kiềm, còn không có điều kiện thì chúng ta cũng có thể là dùng một cái nguồn nước tốt, chứ không phải uống nước axit các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, sau khi qua lõi lọc thì nó lên được mức kiềm khoảng tầm 8.5, nước màu tím. Nếu nguồn nước ăn uống nhà các bạn mà đang chứa axit thì hãy liên hệ với tôi để tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.